Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình tiếp tục nấu món ăn cả nhà. Đây mình có cọng sườn nha, xương này sườn non nha cả nhà. Mình sẽ chiên nước mắm cả nhà. Chiên nước mắm cho gia đình mình ăn nha. Cái này cũng có hơn nửa ký cả nhà, 700 g nha. Đó, sẽ chiên nước mắm gia đình mình ăn nha. Đây, cái chảo mình sẽ bắt sẵn luôn. Rồi mình sẽ ghim điện vô cả nhà. Mình sẽ chiên nước mắm. Lâu lâu quá mình chiên nước mắm ăn cũng ngon lắm cả nhà. Mình đi công chuyện mới về mình cũng mới nấu cơm luôn nha. Nay mình làm đồ ăn chở cả nhà. Có khoảng 5-6 giờ. Mình cũng cảm ơn quý anh chị gần xa đã ủng hộ kênh của mình. Và mình xin một lần nữa thay mặt cho gia đình mình cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh của mình nha. Và mình cũng cả nhà tiếp tục ủng hộ cho mình để mình nhiều động lực làm video mới cả nhà. Video mình quay có gì không hay, cái gì sơ sót thì cả nhà cũng góp ý kiến cho mình nha. Rồi bắt cái lò lên cả nhà, mình cho mở vô nha. Mở vô mình sẽ chiên mấy cái sườn non mình rồi mình sẽ ngào đường lại cả nhà. Mình cũng tính chiên dầu lắm mà dầu nó không có ngon như mỡ cả nhà. Mỡ chiên cái mùi thơm mà của mỡ nó ngon hơn dầu cả nhà. Mình chiên thịt một cái từ nha cả nhà. Cái từ mà mình để mỡ nhiều chiên rất là lâu chín cả nhà. Để mỡ ít nhiều mà nó mau chín nha cả nhà. Nó không phải như bếp ga mà nó nóng hổng nha cả nhà. Rồi mình sẽ gấp thịt để vô cả nhà. Mở cũng đã sôi nha. Đây là sườn cộng nha cả nhà. Đây sườn cộng nè. Lâu chiên cái mắm một lần ăn cho nó đã cả nhà. Cả nhà cũng thông cảm, mình bấy lâu cũng bận bịu chuyện làm nên ít ra video. Hôm nay cũng nhờ công việc cả nhà. Mình sẽ lên video mỗi ngày cho cả nhà xem. Cảm ơn cả nhà đăng ký kênh và chia sẻ cho mình để có nhiều động lực làm video mới cả nhà. Mình chân thành cảm ơn cả nhà. Đó, thật mình đợi vô cả nhà mình chiên nè. Rồi chính mình sẽ chiên nước mắm cả nhà. Lâu mình đổi món cho nó ngon. Đây cái chảo này nó theo mình cũng đã lâu lắm luôn cả nhà. Nó chống dính mà giờ thành hết chống dính luôn nha. Mình cũng tính bỏ nhưng mà mình tiếc cả nhà. Vẫn chiên được nha, tại mình xài thời gian nữa mình nó bỏ cũng được. Cái gì mình xài quen tay và bỏ nó ổn lắm cả nhà. Đó, mình chở lại cái này nữa, mình sẽ đậy nắp dùng lại cho nó màu chín như thế nha. Rồi sẽ đậy nắp lại nha. Màu chín mình sẽ mở nó ra. Rồi bây giờ cũng hơi lâu nữa nha, mình sẽ chở lại lần trái nha. Có vàng bên nào chưa cả nhà. Đó, vàng lại hơn bên này nha, mình chở nó lại. Đậy nắp nó màu vàng lắm cả nhà. Thì hơi nó mới thoát ra được, mình chiên nó màu vàng. Rồi, sẽ đẩy nắp nó lại cái nữa nè. Hay nói là chín, mình chở nó là chín luôn nha cả nhà. Ngửi cái mùi thơm lắm cả nhà. Sẽ chở nó lại nha cả nhà. Chín rồi đó. Vàng nín luôn. Nhưng mấy cục nhỏ là nó muốn chín rồi cả nhà, nó chín rồi nè. Là nó chín trước mình gấp ngang nghe. Một lát mình sẽ ngào đường nó lại cả nhà. Rồi mình sẽ cho nó ra cái dĩa nha cả nhà. Thịt mình chiên mà nó chín quá, nó chín ngắt nha cả nhà. Vừa tới là ok. Như cục này thì nó chưa chín nha. Mấy cục nó nhỏ thì chín hết rồi, cục này cũng chưa chín nha cả nhà, còn ba cục nha.
cũng hết 3 cục. Đó, chờ khoảng trong giây lát nó sẽ chín hết, mình sẽ ngào đường lại cả nhà. Đây mình có chén hành tỏi, hành tím nữa nha. Còn này cứu hành mình nha, hay từ sườn mình sẽ mới chín nha. Rồi mình sẽ xào với cứu hành nha, mình sẽ chiên với cứu hành nha. Đó, mình sẽ chiên với mắm. Mình sẽ phi hành với tỏi cho nó vàng lên, mình sẽ đổ sườn non vô mình nêm nếm, mình sẽ đổ sườn non vô mình chiên nó thấm gia vị, mình sẽ đổ cứu hành tây vô cả nha, thành món ăn nha cả nhà. À, quá thơm cả nhà. Này mình phi phi tỏi với hành tím nha cả nhà. Quá thơm. Bây giờ thấy video cũng hay cho xin một like chia sẻ đăng ký kênh cả nhà. Để mình nhờ động lực con gieo mới nữa nha. Đó, tỏi cũng đã vàng cả nhà, mình sẽ cho miếng nước mắm vô nè. Chỉ nước mắm, không phải thiếu nước mắm nha. Rồi mình sẽ cho đường vào, cũng không phải thiếu đường. Cũng không phải thiếu bột ngọt nha cả nhà, cho mỗi người bột ngọt đi. Đó, vậy cho nó kẹo lại là mình sẽ thả sườn vô, mình chiên nó lại một cái, chiên mắm một cái, mình sẽ đổ của hành tây vô. Chiên nước mắm kiểu mới nữa nha. Quá thơm quá nhà. Mình sẽ nêm nếm coi nó vừa ăn chưa nha. Ok cả nhà. Chờ cho nước mắm với đường nó kẹo lại mình sẽ thả sườn vô. Đó, nó kẹo nghe cả nhà. Rồi sẽ thả sườn vào, sườn mình chiên nãy nghe. Để chiên cho nó thấm gia vị. Quá ngon, lâu ăn món này ngon còn chưa bằng nữa cả nhà. Trường chiên nước mắm ăn cháy nồi cơm cả nhà. Có mấy miếng này nó dính mỡ này mà cho khai khét nữa nha. Trong mỡ tỏi mình á, mỡ mình chiên nó có dính mỡ nha. Ngon. Đó, mình mới cho có hành vô rồi nha. Để xào qua thầu lại nó chín rồi mình sẽ nhắc xuống cả nhà. Rồi cũng ăn cũng chín cả nhà, mình sẽ tắt lửa nha. Thì mâm cơm mình cũng đã hoàn thiện cả nhà. Cả nhà có thấy video cũng hay nhưng cho xin một like chia sẻ với kênh cả nhà, nhiều động lực làm video mới nha. Nhà mình năm thành viên cả nhà. Đó, mời cả nhà thưởng thức gia đình mình nghe. Rồi mình sẽ đem ra mình thưởng thức cả nhà. Rồi mình cũng xin kết thúc clip ở đây nghe. Chúc cả nhà mới nhiều sức khỏe, nhiều công việc, bye bye, chào tạm biệt cả nhà.